Chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ ngày nhất. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại của em ha. Đây, số điện thoại là 0334 830 843, hoặc là kết nối với cái Zalo. Coi video để mình mua hàng thì bấm vô cái chế độ HD để mình coi cho nó được rõ nét những cái chi tiết mấy sản phẩm. Rồi theo dõi cái video mới em đăng lên á, thì mọi người bấm vô cái chỗ đăng ký kênh nút màu đỏ đỏ đó để mình được theo dõi mấy cái video mới sớm nhất. Rồi hôm nay là cái mình cập nhật mấy cái món hàng đã bán hay chưa, em cập nhật ở chỗ cái tiêu đề của cái video. Mọi người bấm vô cái tiêu đề sẽ thấy bên dưới cái video, bấm vô mình sẽ thấy được cập nhật. Rồi hôm nay là cái video 32, em giới thiệu mấy cái dây điện ha, dây điện với mấy cái dụng cụ nè. Đây mấy cọng dây điện của mấy cọng này dây âm thanh, đây cọng dây âm thanh nè, dây này rắc 6 ly. Đây một cọng 6 ly, để coi nó dài bao nhiêu nha. Dài này cỡ 3 mét nè. Rồi dây này 3 mét nha nè. Cộng dây này 3 mét. Đây dạ. Như 6 ly này 3 mét. Rồi cái dây này thì rất là dài luôn. Dây này em nhớ như em có đo là như 7 mét đó. Khoảng đó ha. Đây cái rắc nó đây. Em cũng không biết là không gần đây là rắc gì đâu. Này rất là nhiều chân, 2 4 chân, rất tròn 4 chân này. Dây đôi nè, là bàn nó để là ép lớp video cấp. Rồi 2 cộng dây này là hình ảnh ha, AV nè của Sony anh em. Sợi này là của Sony đây, 6 chân AV. Dây audio đây, vậy là 3 cọng dây nha anh em, 3 cọng dây âm thanh ha. Dây âm thanh này bãi Nhật có mã là 3201, giá 350.000. Rồi tiếp theo là 4 cái cọng dây điện. Dây điện này có ổ cắm nè anh em. Anh em vô máy hay gì á, khi mà mình cắm vô cái ổ điện á, mình sẽ không mất cái chân cắm, không mất cái ổ cắm, nó sẽ có một cái ổ cắm nối tiếp nhau nè. Ví dụ ổ điện như nè, mình cắm mình xài thì nó mất, bình thường là mình sẽ mất ổ điện, còn này không, mình có thể cắm một cái nữa. Rất là tiện luôn. 4 cọng dây, em bán chung 4 cọng này là nó chiều dài nó là 2,5 m. Chiều dài 2,5 m nha anh em. Công suất nó không, cái ổ cắm này nó 1000W trở lên nè. Này 1400 luôn. Nè, 1400. Rồi trên 1000W nha anh em. Đây. Ok, 4 cọng dây, bán chung 4 cộng là mã là 3202, giá 300.000, 4 cộng dây điện. Cho nên về vô máy rất là ok luôn. Vô mấy cái máy nhỏ nhỏ nè. Nó dài 2,5 m.
bốn cộng dây điện mỗi cộng dài 2,5 m nè, phích cắm tiện dụng luôn, mã là 3202 giá 300 ngàn, bốn cộng. À, tiếp theo anh về mấy cổng dây điện nguồn nè, đây là dây nguồn này là dây nguồn của Nhật anh em, nó tải 15A 125V đây, đồng rất là đẹp luôn. Dây này dài 5 m, cuộn này dài 5 m. Ok, đây là có mã là 3203 200 ngàn. Tiếp theo một cuộn này nữa cũng dài 5 m, có mã là 3204 200 ngàn anh em. Đây chui cắm dẹt của Nhật hết nha anh em, đây mình vô máy hay gì rất là ok. Dây này nó còn rất ok mà nó hơi dơ hơi, rửa cái ra liền. Dài 5 m nha anh em, 200 ngàn. À, cuối cùng cái cuộn này là nó dài đến 9 m, đây 9,12 m ha, đây chui cắm chữ nhật luôn, tiêu chuẩn Z nè. Này của Sanyu Electron, dây nó là 2 nhân 0,75 m vuông, dây 0,75. Đây dây đồng nó nè, rất đẹp. Rồi cuộn dây này dài 9 m, có mã là 3205 giá 300 ngàn. Rồi tiếp theo em về cái ổ khóa, của Nhật. Đây ổ khóa tiêu chuẩn Nhật nha anh em, nên cắt cái này ra lấy cái kia ra. Ok, đây cái cọng dây cáp nó rất là to luôn nè, tại anh em cũng có thể thấy dây cáp nó trắng tinh to. Đây 11 ly nè, trừ đi cái vỏ tầm 2 ly đi, vậy cáp nó là 9 ly ha, rất là cứng nè, rất là cứng. Thân đây là bằng nhôm nha anh em, cao cấp đó. Này chưa khóa lại thì rút gì ra không được. Ừ, khóa lại nha. Ok, này khóa lại. Mở này, chìa nó có mã luôn nè, mã làm chìa. Hàng này thì thị trường Nhật nha anh em. Ok. À, ổ khóa Nhật có mã là 3206 250 ngàn.
À, tiếp theo có một cái ổ khóa nữa, nhưng nó có một chìa thôi, nó còn có một chìa nha anh em. Đây đây còn có một chìa thôi, nó cũng y chang ổ kia thôi, nhưng mà nó có một chìa nè. Đây em bán là mã là 3207, 200.000 một chìa. Rồi tiếp theo là một cây, lại về một cây cắt ống đồng nữa, cắt ống đồng có super super giá ban. Đây cắt được từ 3 ly đến ống 32 ly. Đây đây lưỡi cắt nè, này super cái ống 3 đến 32 ly, quay rất là nhẹ nè. Ok. À, kích thước nó để mình đo nha. 12 cm. Rồi, cắt ống đồng có mã là 3208 giá 200 ngàn. À, để mình đo đo cái ổ khóa cho anh em coi nha. Cái chiều dài cái dây. Đây chiều dài cái dây này á, à, cái thước mình ngắn quá rồi, nó dài cỡ 70 nha anh em. À 70 chiều dài cái dây này là 70, dây 70 nha anh em. Rồi, dây 70. Ok. Rồi, tiếp theo là một cây cờ lê đa năng. Đây, cờ lê đa năng. Đây. Cờ lê đa năng có kích thước là 20 của Satki. Ok, đây cái miệng nó mở ra nè. Rồi 30 ly. Ngầm được 30 ly, ống 30. Ok, đây đoạn ống bằng ốc. Ốc gãy đâu cũng được. Rồi, cờ lê đa năng có mã là 3209 200 ngàn. Rồi cuối cùng là bộ đo hơi và bơm bánh xe. Đây cây bơm bánh xe nè. Gắn hơi vô của Kinky. Kinky à, gắn hơi vô mình bơm nha, đã test ok anh em yên tâm. Đây là hơi, đây đo được tới 4 ký mấy này của xe ban luôn ha. Nè, đo vô cái đầu vòi bánh xe của mình đó là biết nó còn bao nhiêu ký, rồi biết áp nó còn bao nhiêu ký ha. Này là đo bơm bánh xe. Rồi cái bộ này bán là mã là 3210 giá 250 ngàn, hai cây. Đây kích thước 18 cm, cây nhỏ là 11 cm. Rồi ok, kết thúc cái video hôm nay. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ nha. Rồi hẹn mọi người vào cái video tiếp theo. Xin chào.